thêm 271 bệnh nhân tử vong, Việt Nam có hơn 12.000 ca thiệt mạng do COVID-19. Tối mùng 2 tháng 9, Bộ Y tế cho biết trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 271 ca tử vong tại 18 tỉnh, thành phố. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh 197, Bình Dương 34, Đồng Nai 8, Tiền Giang 7, Đồng Tháp 6, Đà Nẵng 4, Trà Vinh 3, Nghệ An 2, Hà Nội 1, An Giang 1, Bà Trịa Vũng Tàu 1, Bến Tre 1, Bình Định 1, Bình Thuận 1, Đắk Lắk 1, Khánh Hòa 1, Kiên Giang 1, Thừa Thiên Huế 1. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 12.138 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới 2,1%. Bộ Y tế cho hay, theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.443 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 4.145, thở oxy dòng cao HFNC 1.238, thở máy không xâm lấn 176, thở máy xâm lấn 858, ECMO 26, Tiêu ban điều trị của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cũng đính chính thông tin về ca tử vong tại Lào Cai ngày mùng 1 tháng 9. Theo đó, bệnh nhân này tử vong do tai nạn giao thông chứ không phải đu COVID-19. Sự nhầm lẫn xảy ra trong quá trình nhập dữ liệu của Bệnh viện Giả Chiến Phú Thọ, bệnh nhân quê ở Lào Cai và tử vong do tai nạn giao thông tại Phú Thọ, nên tiểu ban điều trị đến chính Lào Cai. Không có ca tử vong vào ngày mùng 1 tháng 9 năm 2021. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.